Hoàng Xuân Lãm nguyên là một tướng lĩnh gốc kỵ binh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa cấp bậc trung tướng. Là tướng Việt Nam Cộng Hòa nổi tiếng chống Cộng, cũng từng kinh qua đủ mọi trường lớp binh nghiệp, bản lĩnh đanh thép, nhưng anh hùng khó qua được ải mỹ nhân khi ông từng là nạn nhân của vụ ám sát hụt do bà Tiết, đóng vai cô Hoa Khôi, thuần áo thực hiện. Ông sinh vào tháng 10 năm 1928 tại Quảng Trị, trong một gia đình gia giáo có truyền thống hiếu học. Thiếu thời, ông theo học cấp tiểu học ở Quảng Trị. Lên trung học, ông được gia đình cho vào Huế, học tại trường Quốc học. Năm 1948, ông tốt nghiệp trung học với văn bằng tú tài bán phần. Sau đó, được bổ dụng về Quảng Trị làm giáo viên tiểu học cho đến ngày gia nhập quân đội. Ông xuất thân từ những khóa đầu tiên tại trường võ bị liên quân được quốc gia Việt Nam mở ra ở cao nguyên miền Trung Việt Nam. Tốt nghiệp, ông được chọn về binh chủng thiết giáp. Ông đã phục vụ ngành chuyên môn của mình từ chức vụ chỉ huy cấp chi đội tuần tự theo hệ thống chỉ huy đến cấp trung đoàn. Tuy nhiên, ông chỉ phục vụ trong binh chủng thiết giáp một thời gian ngắn, từ năm 1952 đến năm 1959. Sau đó, ông được chuyển sang tư lệnh đơn vị bộ binh. Sau cùng là tư lệnh một quân đoàn danh tiếng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Sau trận chiến mùa hè đỏ lửa năm 1972, ông bị cách chức và tuyên chuyển về Bộ Quốc phòng giữ chức vụ không quan trọng. Tháng 9 năm 1950, thi hành lệnh động viên của quốc gia Việt Nam, ông nhập ngũ vào quân đội quốc gia. Theo học khóa 3 Trần Hưng Đạo tại trường Võ bị Liên quân Đà Lạt, khai giảng ngày 1 tháng 10 năm 1950. Ngày 25 tháng 6 năm 1951, mãn khóa tốt nghiệp với cấp bậc thiếu úy hiện dịch. Ra trường, ông được chuyển quân về chi đoàn số 4 Thám Thính Xa với chức vụ chi đội phó, đồn trú ở cao nguyên Trung Phần. Ngày 1 tháng 10 năm 1952, ông được cử theo học khóa căn bản thiết giáp tại Trung tâm Huấn luyện Thiết giáp Viễn Đông và quân đội Pháp tại Vũng Tàu trong thời gian 6 tháng. Ngày 1 tháng 4 năm 1953, mãn khóa học căn bản, ông trở về chi đoàn 4. Ngày 25 tháng 6 cùng năm, ông được thăng cấp trung úy, giữ chức vụ chi đội trưởng thuộc trong chi đoàn 4. Cuối năm, ông tiếp tục được cử đi du học khóa cao cấp thiết giáp tại trường kỵ binh Samu Pháp. Giữa năm 1954, mãn khóa về nước sau hiệp định Geneva. Ngày 20 tháng 7 năm 1954, ông được thăng cấp đại úy, giữ chức vụ chi đoàn trưởng chi đoàn 4, tham gia chiến dịch chống quân phiến loạn Bình Xuyên. Tháng 10 năm 1955, ngay sau khi nền đệ nhất Cộng Hòa ra đời, chuyển biên chế sang quân đội Việt Nam Cộng Hòa, ông được thăng cấp thiếu tá, giữ chức vụ trung đoàn trưởng trung đoàn 1 kỵ binh, thay thế thiếu tá Vĩnh Lộc. Đầu tháng 5 năm 1957, ông được lệnh bàn giao trung đoàn 1 thiết giáp lại cho đại úy Dương Hiếu Nghĩa. Cuối tháng 5, ông được thăng cấp trung tá và được cử giữ chức vụ chỉ huy trưởng bộ binh chỉ huy thiết giáp tại Trần Hưng Đạo, thay thế cho trung tá Dương Ngọc Lắm. Giữa năm 1959, ông nhận lệnh bàn giao bộ chỉ huy thiết giáp lại cho thiếu tá Nguyễn Văn Thiệu để đi du học khóa tham mưu cao cấp tại Học viện Fort Leavenworth, Kansas, Hoa Kỳ. Đầu năm 1960, mãn khóa học về nước, ông được cử làm trưởng khối huấn luyện tại trường Đại học Quân sự ở Sài Gòn. Tháng 2 năm 1963, ông được thăng cấp đại tá và được bổ nhiệm chức vụ tư lệnh sư đoàn 23 bộ binh. Bộ tư lệnh sư đoàn đặt tại thị xã Ban Mê Thuột, thay thế đại tá Lê Quang Trọng. Ngày 11 tháng 8 năm 1964, ông được thăng cấp chuẩn tướng. Ngày 14 tháng 10 cùng năm, nhận lệnh bàn giao sư đoàn 23 lại cho đại tá tư lệnh phó Nguyễn Xuân Thịnh. Ngay ngày hôm sau, chuyển ra vùng 1 chiến thuật, ông được bổ nhiệm chức vụ tư lệnh sư đoàn 2 bộ binh, thay thế đại tá Nguyễn Thanh Sằng. Ngày Quốc khánh Đệ nhị Cộng Hòa, ngày 1 tháng 11 năm 1965, ông được thăng thiếu tướng tại nhiệm. Cuối tháng 5 năm 1966, ông được kiêm tư lệnh quân đoàn 1, thay thế thiếu tướng Huỳnh Văn Cao. Tháng 11 cùng năm, bàn giao sư đoàn 2 lại cho đại tá Nguyễn Văn Toàn để chính thức giữ chức vụ tư lệnh quân đoàn 1 và vùng 1 chiến thuật. Tháng 7 năm 1967, ông được thăng cấp trung tướng tại nhiệm. Tháng 2 năm 1971, ông được cử giữ chức tư lệnh cuộc hành quân Lam Sơn 719. Đầu tháng 5 năm 1972, sau vụ thất thủ và để mất Quảng Trị, ông được lệnh bàn giao quân đoàn 1 lại cho trung tướng Ngô Quang Trường. Giữa tháng 5 cùng năm, ông được cử làm phụ tá tổng trưởng quốc phòng và giữ chức vụ này cho đến cuối tháng 4 năm 1975. Cô gái một thời được đám tướng tá quân đội Sài Gòn ca tụng là ngôi sao quận 3, hoa khôi hạng nhất bấy giờ, đã là một bà lão ngoài 73 tuổi, tóc trắng hoa cau, đi đứng cũng phải có người dìu đỡ. Cô cháu gái là Trần Thị Lê, gọi bà Tiết bằng dì ruột, cho biết chừng 5 năm trở lại đây, căn bệnh đau thần kinh của bà Tiết ngày một nặng hơn nên việc đi lại, nói năng cũng rất khó khăn. Song bà Tiết vẫn nhớ như in về những kỷ niệm của một thời son trẻ, hoạt động cách mạng như một chiến sĩ tình báo ngay bên cạnh viên tướng Ngụy Hoàng Xuân Lãm. Chỉ cần lướt qua những tấm ảnh của bà Tiết chụp hồi còn con gái được phóng to treo trên bức tường qua phòng khách, chúng tôi đã hiểu được vì sao một tướng Ngụy khét tiếng chống cộng như Lãm lại bị bà Tiết hớp hồn. Nhưng đó chưa phải là những tấm ảnh mà bà Tiết quý nhất. Bà bảo chị Lê mở tủ mang ra cho chúng tôi xem hai tấm ảnh trắng đen đã phai màu được bà cất giữ như báu vật. Một tấm chụp ngôi nhà 2 tầng bề thế, và tấm kia là ảnh bà Tiết sau ngày giải phóng Đà Nẵng, ngồi bên số súng đạn được đưa lên từ cái hầm bí mật ngay dưới lòng đất của ngôi nhà. Bà Tiết chậm rãi kể rằng trong ảnh là ngôi nhà cũ của bà, nó đã bị dỡ bỏ để phục vụ cho việc chỉnh trang nâng cấp đô thị Đà Nẵng. Trong giai đoạn chiến tranh chống Mỹ khốc liệt năm 1965-1968, ngôi nhà từng là nơi chôn giấu vũ khí của bộ đội du kích. Đặc biệt, trong cuộc tấn công và nổi dậy Mậu Thân 1968, cơ quan chỉ đạo tiền phương của quận ủy quận 3 trực thuộc đặc khu Quảng Đà cũng đặt tại đây. Bà Tiết nhớ lại, hôm ấy là 25 Tết, có lẽ đánh hơi thấy có thể bị bộ đội ta tấn công. Bọn địch bố giáp dồn dân An Hải về ngã năm trên đường Ngô Quyền để thanh lọc. Nhiều đồng chí lãnh đạo quân ủy quận 3 xuống Nại Nghĩa đào thêm hầm bí mật để giấu quân, và một số du kích cải trang hoạt động hợp pháp cũng bị địch gom về. Khi được biết chỉ huy cuộc bố giáp là Trung úy Cảnh sát đặc khu Đà Nẵng Hồ Xuân Nén, bà Tiết trang điểm đôi chút, mặc áo dài, vài mang túi sách nhỏ đi dạo bờ phố. Bà quen biết với tướng Lãm, từ xa Nén đã đon đả chào, rồi giới thiệu bà với Nguyễn Văn Dinh là trưởng phòng cảnh sát Đà Nẵng, cùng tham gia chỉ huy bố giáp với y. Thế là bà mời chúng và bọn lính đang canh gác ở ngã năm vào quán nước bên đường đãi một chầu bia để say tùy lúy. Lợi dụng bọn địch đang lo chức tụng bia bọt lấy lòng người đẹp, các cán bộ và du kích của ta liền thoát khỏi vòng vây. Đến ngày 29 Tết, quận ủy quận 3 đặt cho một khẩu cối 82 ly trên sân thượng tầng 2 nhà bà, nhằm bắn khống chế trung tâm Sơn Trà, hỗ trợ cho quần chúng nổi dậy, đánh vào trụ sở và chi khu của bọn địch ở bờ sông Hàn. Nhưng rồi do bị lộ, lực lượng đặc công bị động thành có lệnh rút về căn cứ lõm K20 ở Bắc Mỹ An. Tuy nhiên, bọn địch cũng đã đón các ngả đường nên mọi người phải nằm lại hầm bí mật tại nhà bà Tiết, trong đó có đồng chí Năm Thông, bí thư quận ủy quận 3. Hầm hết chỗ, 14 cán bộ chiến sĩ đặc công lên ở luôn trên sân thượng, chỉ phủ bạt lại để che mắt máy bay địch nhòm ngó. Bà Tiết cùng các con lo tiếp tế cơm nước, sau đó tìm cách đưa các anh về căn cứ an toàn. Vừa xinh đẹp lại hát hay. Năm mới lên 13, bà Tiết đã vào đội văn nghệ Việt Minh ca hát, diễn kịch, tuyên truyền phong trào chống Pháp. Kháng chiến chống Mỹ, bà Tiết là cơ sở cách mạng trung kiên trong lòng đô thị Đà Nẵng. Sau khi Hoàng Xuân Lãm lên chức tư lệnh vùng 1 chiến thuật, biết được vợ Lãm đam mê đi chùa và buôn lậu nên tỉnh ủy Quảng Đà đã chỉ đạo các cơ sở cách mạng biệt động thành tìm mọi cách để tiếp xúc, hùn đạp buôn bán, mượn đường, vận chuyển lương thực, thuốc men ra vùng căn cứ của ta ở Đại Lộc, Điện Bàn. Bà Tiết được quận ủy quận 3 chỉ đạo tiếp cận vợ Lãm, thu thập thông tin về những cuộc hành quân càn quét, lùng sục cơ sở cách mạng dưới sự chỉ huy của tướng Lãm để có phương án đối phó. Bà cười hóm hỉnh: "Tôi tiếp cận và quen vợ Lãm trong một lần đi chùa. Vợ Lãm đưa tôi về nhà, thấy tôi, Lãm cũng thích lắm. Từ đó, tôi như người thân của vợ chồng Lãm. Thỉnh thoảng, họ dùng xe Jeep chở tôi đi đây, đi đó. Bọn lính, cảnh sát thấy tôi là dập chân chào kiểu nhà binh." Đến cuối năm 1969, bà Tiết được đồng chí Trần Văn Đán, sau đó là nguyên thiếu tướng, giám đốc công an tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng, lúc bấy giờ là phó bí thư quận ủy quận 1 Đà Nẵng, kiêm chính trị viên quân đội quận 1, giao nhiệm vụ ám sát Hoàng Xuân Lãm. Điều khó tin được là khi vào Thanh Quýt, Điện Thắng, Điện Bàn, Quảng Nam, gặp đồng chí Đán, bà Tiết đã đi nhờ xe ô tô do chính Chủ tịch Quốc dân Đảng Đà Nẵng là Trần Văn Sơn cầm lái. Được trường người đẹp đi chơi, Sơn mừng hí hửng, đâu ngờ bà Tiết đi nhận mệnh lệnh và vũ khí để ám sát tướng Lãm. Ông Đán giao cho tôi một khẩu súng ngắn với 2 băng 13 viên đạn. Thật là tiếc là vụ ám sát bất thành. Bà Tiết lắc đầu tiếc rẻ. Hỏi ra mới biết, kế hoạch ám sát Tướng Lãm được bà Tiết thực hiện đúng chỉ đạo qua cấp trên. Xong, khi bà mang vũ khí trong chiếc tay sách qua cầu Trịnh Minh Thế, nay là cầu Nguyễn Văn Trỗi, để đi gặp Lãm thì bị lộ. Tướng Lãm đích thân đến gặp bà, gầm lên: Vì sao muốn giết tôi? Bà ung dung bảo: Quê hương tôi bị bom cày đạn sới, người chết đầy đồng cũng do ông chỉ huy bọn lính càn quét đánh phá. Tôi giết ông để trả thù cho đồng bào tôi, cho quê hương tôi. Tướng Lãm tái mặt nghẹn lời. Sau đó, bọn địch đưa bà ra tòa xử tuyên án 15 năm tù. Trước đông đảo bọn giặc, Lãm gặp bà hất hàm: Chừng ấy cũng đủ cho cô rục xương trong tù rồi, ai biểu đi làm cộng sản. Bà Tiết điềm nhiên trả lời: Mạng sống tôi giờ đang ở trong tay ông thì kêu bao nhiêu năm tù không được. Nhưng biết đâu mai mốt tôi về cũng có, ông cứ ráng sống mà xem. Mà bà đã về thật. Bọn giặc đưa bà đi khắp các nhà giam Thanh Bình, Gia Long, kho đạn, dùng đủ các thứ cực hình tra tấn, song bà vẫn một mực không khai ra cơ sở cách mạng. Mãi đến ngày giải phóng Đà Nẵng, ngày 29 tháng 3 năm 1975, bà được một chiến sĩ biệt động thành Đà Nẵng cõng ra khỏi nhà giam kho đạn.